Trang trại của gia đình bà Hà Thị Thắng tại xóm Đồng Cháy, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, thiệt hại gần 10.000 con gà do lũ lụt. Sau khi lũ rút, gia đình bà Thắng đã phối hợp với cơ quan thú y địa phương thu dọn xác động vật và rắc vôi bột. Tuy nhiên, khu vực chuồng nuôi vẫn còn mùi hôi, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh nguy hiểm. Thì tôi có 10.000 con gà bị nước lũ, thì nó chết rồi thì tôi cũng rất là lo lắng về dịch bệnh phát sinh. Tôi cũng rất mong là chính quyền địa phương thì giúp đỡ tôi về cái dịch bệnh này. Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ có sự tham gia cộng đồng, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, đại diện dự án Xanh Việt Nam, phối hợp đơn vị tài trợ Sasaki Ocean, thực hiện chương trình hỗ trợ các vùng khó khăn bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 nhằm phục hồi sản xuất tại xã Phủ Lý. Chương trình hỗ trợ bà con chế phẩm vi sinh Emoni. Ngoài hỗ trợ giống và vật tư nông nghiệp, chương trình còn tập huấn kỹ thuật xử lý môi trường chăn nuôi. Theo hướng dẫn của chuyên gia, bà con hòa 0,5 kg dì đường hoặc mật mía vào 20 lít nước, cấy một gói bột Emoni hoặc 1 lít Emoni dịch thể, cho vào đầy can sạch, vặn chặt nắp, ủ trong 3 đến 4 ngày. Khi mở nắp ra, ngửi thấy mùi thơm, chua ngọt, dễ chịu là được. Pha loãng dịch lên men gấp 10 lần để phun lên tường, rửa nền chuồng, pha vào nước uống cho gia súc, gia cầm. Bà con dùng bình phun đều 1 lít dung dịch pha loãng trên diện tích 50m2, phun xử lý chuồng trại hàng ngày. Chú ý dùng dung dịch đậm đặc hơn ở những nơi cần hiệu quả khử mùi cao. Nếu phun không thường xuyên, pha dung dịch đậm đặc và phun xử lý ít nhất 7 ngày một lần. Ngoài ra, bà con có thể pha loãng dịch vi sinh thứ cấp tạt tráng nền chuồng trại hàng ngày sau khi vệ sinh chuồng. Lượng dùng ít nhiều tùy mức độ ô nhiễm trên sàn chuồng và trong bể xử lý nước thải. Trung bình 1 lít dung dịch thứ cấp sau ủ, xử lý 2 mét khối nước thải. Vi sinh này thì được mang về kèm theo một cái công nghệ nữa rất là mới, đấy là công nghệ về giấm gỗ. Giấm gỗ là một cái loại mà gọi là dịch thu được từ các cái lò đốt than củi và các cái khói được thu lại ở dạng dịch và chiết xuất ra thành cái giấm gỗ. Cái này là công nghệ Nhật Bản rất là tiên tiến. Và khi mà kết hợp giữa cái công nghệ vi sinh EM với giấm gỗ thì nó tạo ra được một cái sức mạnh rất là lớn hơn rất nhiều lần của cái hệ vi sinh vật hiếu khí hay là vi sinh vật có lợi để kiểm soát được dịch bệnh trong chăn nuôi. Emoni chứa tập hợp các vi sinh vật được chọn lọc kỹ với nhiều ưu điểm, trong đó chế phẩm có khả năng sinh các enzyme phân giải nhanh các chất hữu cơ không mong muốn, sinh trưởng tốt trong môi trường nghèo chất dinh dưỡng, có sức cạnh tranh với các vi sinh vật bất lợi. Đặc biệt, chế phẩm vi sinh an toàn đối với người, vật nuôi và môi trường sinh thái. Ngoài tác dụng vệ sinh môi trường, trong chăn nuôi, chế phẩm vi sinh Emoni còn được sử dụng làm đệm lót sinh học, xử lý phân chuồng, xử lý nước thải, ủ thức ăn và nước uống cho vật nuôi.